Chào mừng các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay 29 tháng 4 với những thông tin nổi bật sau đây. Thái Lan lo sợ trò cưng của huấn luyện viên Gong Okyun. Malaysia làm điều bất ngờ. Huấn luyện viên Chu Xie sẽ loại một hậu vệ, hai tiền vệ ở đội tuyển U22. U22 Lào, đối thủ trận giao quân của Việt Nam có gì đáng chú ý? Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên Chu Xie sẽ chốt 20 cái tên trước trận gặp Lào. Các bạn thân mến, theo tìm hiểu của báo VTC News thì ông Philippe Chu Xie cân nhắc loại một hậu vệ, hai tiền vệ trước ngày khởi tranh môn bóng đá nam ở SEA Games 32. Đây là điều không quá bất ngờ bởi một số vị trí ở hàng thủ và tuyến giữa của chúng ta có nhiều cầu thủ thử nghiệm trong giai đoạn chuẩn bị. Ở hàng thủ, cái tên bị loại nhiều khả năng là trung vệ lệch trái hoặc là hậu vệ cánh trái. Phan Tuấn Tài, Giáp Tuấn Dương, Võ Minh Trọng là những cầu thủ đảm nhận vai trò này. Trong đó, Tuấn Tài có lợi thế là sự đa năng, sự kinh nghiệm thi đấu, từng tham dự SEA Games 31 và U23 châu Á, ra sân tại V-League và được ưu tiên sử dụng ở vị trí trung vệ lệch trái. Suất SEA Games 32 ở cánh trái hàng phòng ngự của Việt Nam là cuộc cạnh tranh giữa Võ Minh Trọng và Giáp Tuấn Dương. Minh Trọng được đánh giá cao về sức bền, trong khi đó Tuấn Dương lại sở hữu thể hình, thể lực tốt hơn so với các đồng đội. Cuộc cạnh tranh hàng tiền vệ càng căng thẳng hơn, dù đã loại đi một vài cầu thủ nhưng ông Chu Xie vẫn còn 7 cầu thủ đá tiền vệ trung tâm là Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Đinh Xuân Tiến, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Phú, Huỳnh Công Đến và Ngô Đức Hoàng. Chưa kể đến trường hợp Nguyễn Văn Trường cũng có thể đá được ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ông Chu Xie nhiều khả năng sẽ loại hai tiền vệ trung tâm. Những cầu thủ có thể lực tốt và có sự đa năng sẽ được ưu tiên. Trong những cái tên còn lại thì không ai mang đến sự yên tâm cho lối chơi của đội tuyển U22. Họ là những cầu thủ có tiềm năng, điểm mạnh riêng nhưng thiếu kinh nghiệm trận mạc. Đa số họ là những cầu thủ mới được triệu tập bổ sung để tham dự Doha Cup. Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn, Huỳnh Công Đến là ba cầu thủ có nhiều thời gian làm việc với huấn luyện viên người Pháp. Trong đó, Đức Phú vừa thi đấu ấn tượng ở U20 châu Á cách đây chưa lâu. Thái Sơn từng là đội trưởng đội tuyển U19 Việt Nam khi nhà cầm quân người Pháp dẫn dắt đội bóng. Tiền vệ sinh năm 2003 được hưởng lợi nhiều từ phương pháp huấn luyện của đội bóng chủ quản. Cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa có ưu thế về mặt thể lực với những chỉ số trong tập luyện thuộc loại tốt nhất đội tuyển U22. Huỳnh Công Đến có ưu thế về kinh nghiệm, thường xuyên thi đấu ở dạng nhất và anh cũng góp mặt trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 và tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên thời điểm này thì anh không có phong độ tốt và thể hiện kém ở giải giao hữu Doha Cup. Về vị trí thủ môn, Cao Văn Bình nhiều khả năng sẽ được chuyển sang suất dự phòng. Người gác đèn của Sông Lam Nghệ An không được tạo điều kiện nhiều thi đấu trong hai trận giao hữu gần nhất. Anh cũng không có mặt trong đội hình dự Doha Cup 2023. Báo Thái e ngại trò cưng của huấn luyện viên Gong Okyun. Các bạn thân mến, mới đây thì một tờ báo của Thái Lan đã tỏ ra e ngại về một chân sút của đội tuyển Việt Nam, đó chính là Lê Văn Đô, một trong những học trò cưng của huấn luyện viên Gong Okyun ở giải U23 châu Á 2022. Cụ thể là trang Mestan mới đây đã đưa Văn Đô là 5 cầu thủ đáng xem nhất ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Tờ báo này viết: Văn Đô là một trong số những cầu thủ vô địch SEA Games 31 còn sót lại trong đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam. Sau khi gây ấn tượng ở kỳ đại hội thể thao khu vực vào năm ngoái, Văn Đô đang thi đấu ở V-League trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Văn Đô có thể chơi được ở hai cánh, anh có sở trường đá ở cánh phải nhưng được bố trí chơi ở cánh trái tại câu lạc bộ ở mùa này. Văn Đô có thể đảm nhận vị trí wingback trong sơ đồ 3-4-3 của ông Philippe Chu Xie và có thể là phương án tấn công quan trọng của đội bóng này. Tờ báo trên viết. Các bạn thân mến, ngoài ra thì tờ báo này cũng điểm mặt 4 cái tên khác cùng với Lê Văn Đô là những chân sút đáng xem nhất ở SEA Games 32. Trong bản danh sách này thì có Chararong của U22 Thái Lan, Azam Azmi của Malaysia, Marcelino Ferdinand của Indonesia và cái tên cuối cùng là Siang Chanthea của Campuchia. Malaysia có quyết định bất ngờ trước SEA Games. Các bạn thân mến, đội tuyển U22 Malaysia quyết định là sẽ sang Campuchia muộn do không có lịch thi đấu ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng SEA Games 32. Tại SEA Games năm nay thì Malaysia nằm bảng B với Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Lào. Các lượt trận đấu của bảng sẽ khởi tranh vào ngày mai 30 tháng 4.
Với sự có mặt của 5 đội tuyển thì mỗi lượt trận ở vòng bảng sẽ có một đội không có lịch thi đấu. Ở lượt trận đầu thì Việt Nam gặp Lào, còn Thái Lan đối đầu với Singapore và dĩ nhiên Malaysia sẽ được nghỉ lượt đầu tiên. Do không có lịch thi đấu, Malaysia quyết định sẽ không sang Campuchia sớm. Thay vào đó, thầy trò ông Ela Varasan phải đến ngày 2 tháng 5 mới có mặt ở Campuchia. Như vậy là Malaysia sẽ ở lại quê nhà để theo dõi lượt đầu tiên của bảng B. Malaysia cũng là đội bóng đá nam có mặt ở Campuchia muộn nhất trong số 10 đội tham dự giải đấu. Trận ra quân Malaysia diễn ra ngày 5 tháng 3 khi đội bóng này đối đầu với Lào. Tại SEA Games 32, Malaysia đặt mục tiêu vào trận chung kết. Thời gian qua thì đội bóng này quyết định là không tập huấn ở nước ngoài mà chỉ tiến hành những buổi tập trong nước trong vòng một tuần. Tuy nhiên, chức vô địch giải giao hữu Millennium Cup lại là điểm tựa tinh thần để giúp cho Malaysia thực hiện hóa giấc mơ của mình tại SEA Games 32 này. U22 Lào đối thủ ở trận giao quân của Việt Nam có gì đáng chú ý? Các bạn thân mến, Lào bị đánh giá thấp hơn ở bảng B SEA Games 32, nhưng điều này lại tạo ra ưu thế tâm lý thoải mái để cho thầy trò ông Michael Weiss mơ về kỳ tích trước những đội mạnh như là Việt Nam, Thái Lan hay là Malaysia. Trong một chia sẻ mới đây thì ông Michael Weiss cho biết, dù có rơi bảng tử thần phải chạm trán đương kim vô địch Việt Nam hay Á quân Thái Lan thì chúng tôi cũng không đến SEA Games để chơi. Lào không ngại đụng độ đội từng 16 lần vô địch là Thái Lan và không ngại đội vô địch là Việt Nam. Các cầu thủ sẽ ra sân và chiến đấu như những chiến binh. Các bạn thân mến, trong 11 lần tham dự SEA Games, Lào có 10 lần bị loại ở vòng bảng, chưa từng thắng quá 2 trận ở mỗi giải đấu. Thành tích tốt nhất của họ là gặt hái được là vị trí thứ 4 ở SEA Games 2009 khi Lào sắm vai chủ nhà. Lần gần nhất gặp Việt Nam, Lào để thua với tỷ số 1-6. Tuy nhiên, huấn luyện viên Michael Weiss có cơ sở để tự tin. Bóng đá trẻ của Lào đã tiến bộ vượt bậc thời gian qua. Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, Lào đã thắng U23 Malaysia cả 2 trận ở vòng bảng để giành quyền vào bán kết, trước khi dừng bước bởi thất bại vì thiếu kinh nghiệm trước Thái Lan. Đến giải U19 Đông Nam Á 2022, Lào một lần nữa lại gây sốc khi giành ngôi Á quân. Ở giải này, thầy trò ông Michael Weiss đã thắng Thái Lan với tỷ số 2-0 ở bán kết. Lào sau đó cũng vượt qua vòng loại U17 châu Á 2023. Một chiến thắng đơn lẻ ở sân chơi trẻ có thể là do may mắn, nhưng bước thăng tiến đồng bộ ở nhiều cấp độ đội tuyển thời gian qua cho thấy bóng đá Lào đã khác xa so với trước đây. Kiến trúc sư trong quá trình vươn mình của bóng đá Lào là ông Michael Weiss, nhà cầm quân người Đức đến Lào năm 2022, được giao toàn quyền huấn luyện đội tuyển U19, U22 và đội tuyển quốc gia. Việc được giao cả 3 cấp độ đội tuyển quan trọng cho ông Weiss là nhằm giúp cho ông xây dựng lối chơi xuyên suốt cho các đội trẻ rồi đôn lứa trẻ lên đội tuyển quốc gia. Dưới thời ông Michael Weiss, cả U19, U22, đội tuyển Lào đều chơi kiểm soát bóng, mạnh dạn triển khai tấn công bằng những đường chuyền ngắn để khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự của đối thủ. Điểm thuận lợi khi huấn luyện nhiều cấp độ đội tuyển Lào nằm ở chỗ là ông có thể luân chuyển đẩy các tài năng trẻ lên cấp độ cao hơn để trau dồi kinh nghiệm. Ông Wei có bộ ba cầu thủ ngoại bao gồm tiền vệ Ronald Agut thi đấu ở Đức, hậu vệ Theo Klein thi đấu ở Mỹ và tiền đạo Victor thi đấu ở Pháp. Trước thềm SEA Games 32, Lào chuẩn bị kỹ lưỡng khi có chuyến tập huấn ở Ả Rập Xê Út để rèn luyện về chuyên môn. Ở bảng đấu có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia cùng Singapore, Lào bị đánh giá thấp nhất. Dù vậy thì chính tâm lý thoải mái cùng khát khao chứng tỏ bản thân sẽ giúp cho thầy trò ông Michael Weiss có sức bật để tạo bất ngờ